Em Minh chào các bác các anh em yêu audio. Trong video này thì Minh gửi tới quý vị và các bác anh em có 5 chiếc đầu CD Sony mã model là CDP 770. Cái con đầu Sony này nó sử dụng cái mắt rất là thông dụng 150A và chạy bộ đôi giải mã xuất âm là PCM56P. Và cái dòng mắt của dòng Sony này nó cũng như là cơ nó rất là bền, không có bị lỗi vặt và cái quá trình sử dụng nó rất là dài. Các bác nghe chuyên nghiệp hơn một chút, thay vì nghe mạng thì chúng ta có thể sử dụng những cái đầu CD này để xuất ra đủ giải hơn so với chúng ta nghe thông dụng ở trên nhạc mạng. Bởi vì cái nhạc mạng thì nó từ gốc nó sẽ nén lại rất là nhiều, nó nén lại để giảm cái dung lượng, nó không thể như cái gốc được và nghe nó sẽ không đủ giải và không hay, nó không có sạch sẽ. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái đầu như thế này chúng ta chơi và tiếng nó sẽ rất là hay hơn nhiều so với cái phần nhạc chúng ta lấy trên mạng nhé, TV á. Con này thì nó cho phép chúng ta một cái đường layout chúng ta sẽ vặn ở đây. Thì các bác cứ search Google ra rất là nhiều thông tin về con này. Và mình về được 5 con CDB 770 rất là đẹp thế này, với mức giá là rất là rẻ, chỉ có mức giá là 1.500.000 đồng một chiếc thôi. Và chiếc Sony này nó có cái size chuẩn là 43cm, có optical out là đường quang. Ở đây thì mình đang cho chạy già 5 con này rất là tốt. Đó, đọc rất là ok. Toàn bộ là hàng bãi anh em nhé. Có chạy bộ đôi giải mã PCM56P ở đây. Và điện là điện 100V. Thì cái mắt mà của con này là 150A, nó rất là dễ dàng thay thế và rất là rẻ trên thị trường. Gần như là ở đâu cũng có thể thay thế được cái mắt này. Đấy, hàng bãi về. Mình sẽ quay ra cho anh em xem thấy. Đấy, nó sẽ có cổng optical ở đây. Thì các bác nào mà muốn thay đổi cái chất âm hoặc là muốn trải nghiệm cái chất âm của Sony thì chúng ta có thể sử dụng những cái đầu CD Sony như thế này nhé. Tiếng có thể nói gọi là hay vượt tầm giá và rất là bền bỉ. Bọn này nó đọc bài rất là nhanh và bền. Tiếng của Sony thì nó cũng rất là hay. 1.500.000 đồng một con, em Minh gửi tới quý vị và các bác anh em, rất đáng để cho các bác chơi. Một chiếc áo dài màu trắng xinh, một nụ cười mời anh đưa em vào đời. Và từ đó hai đứa mình quen nhau. Ngày đó nơi chúng mình em nhớ chăng, một ánh mắt nhòa màu lấp lánh, một cuộc tình em cho anh ngày nào. Và từ đó hai đứa mình đi. Em ơi ngày yêu đó, rất là nhanh.
giọt lệ này anh cho em hơn tất cả. Giọt lệ sau em đã hiến chọn tim anh.